Kính chào quý vị. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay Chủ nhật 6 tháng 6 có những nội dung đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ phát động ủng hộ quỹ vaccine phòng Covid-19. Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu ngủ đông giữa mùa hè. Bà Rịa Vũng Tàu nỗ lực để người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Thưa quý vị, tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ ra mắt và phát động ủng hộ quỹ vaccine phòng Covid-19. Cùng dự sự kiện này còn có các ủy viên Bộ Chính trị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo và các cá nhân doanh nghiệp đóng góp cho quỹ vaccine phòng Covid-19. Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong năm nay, Việt Nam cần 150 triệu liều vaccine phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân, với tổng kinh phí ước tính hơn 25.000 tỷ đồng. Do đó, Chính phủ quyết định thành lập quỹ vaccine phòng Covid-19 với mục tiêu tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp để cùng với nguồn lực ngân sách nhà nước thực hiện hiệu quả chiến lược vaccine để tiêm chủng cho người dân. Tính đến chiều ngày 5 tháng 6, quỹ vaccine phòng Covid-19 đã tiếp nhận 1.036 tỷ đồng và cam kết ủng hộ 6.600 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ ra mắt quỹ vaccine phòng Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc thành lập quỹ là một chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm huy động nguồn lực xã hội thực hiện công tác phòng chống dịch. Đảng, Nhà nước trân trọng mọi đóng góp của người dân, doanh nghiệp xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim, từ trách nhiệm với cộng đồng, từ sự chia sẻ với nhà nước. Ngay tại lễ ra mắt, nhiều tổ chức cá nhân đã đóng góp hơn 6.617 tỷ đồng ủng hộ quỹ vaccine phòng Covid-19. Đại diện Trung tâm Chính phủ Điện tử thuộc Cục Tin học hóa Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, Bộ Y tế đang xem xét thử nghiệm vòng tay theo dõi để giám sát những người cách ly tập trung và sau cách ly. Dự kiến thời gian sớm nhất sẽ áp dụng thiết bị này là vào tuần sau. Theo Trung tâm Chính phủ Điện tử thuộc Cục Tin học hóa Bộ Thông tin Truyền thông, đối tượng được thử nghiệm sẽ là những người nước ngoài nhập cảnh vào nước ta trong thời gian dịch bệnh và một số người hiện đang thực hiện cách ly tại các điểm cách ly tập trung. Vòng đeo tay sẽ phát cảnh báo khi người đeo rời khỏi nơi cách ly tại nhà hoặc cơ sở tập trung, đồng thời đo thân nhiệt và cảnh báo vượt ngưỡng cho phép. Ngoài ra, thiết bị này cũng sẽ cảnh báo khi người đeo cố tình tháo ra và hỗ trợ đắc lực cho việc truy vết ở nơi người đeo đã đi qua. Sản phẩm có mức giá sản xuất dự kiến khoảng 800.000 đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các sở ngành địa phương, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, ngoài việc tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, thì một số cơ quan, đơn vị doanh nghiệp còn đẩy mạnh việc khai báo y tế điện tử bằng quét mã QR code. Giải pháp này sẽ hỗ trợ ngành chức năng dễ dàng, thuận lợi hơn trong công tác giám sát, truy vết dịch bệnh khi cần thiết. Ngày 23 tháng 2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành công văn số 802 triển khai khai báo y tế bằng mã QR code theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Thực hiện văn bản này, Ủy ban Nhân dân phường 1 thành phố Vũng Tàu đã yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người dân khi đến làm việc tại trụ sở và bộ phận một cửa của phường phải khai báo y tế bằng mã QR code. Thứ nhất là gắn ngay cái chỗ bộ phận tiếp công dân. Hai nữa thì để ngay cái bàn để hướng dẫn một số người dân già trên địa bàn hoặc một số người dân là không có điện thoại thông minh thì là hướng dẫn. Còn lại thì nhìn chung thì trên địa bàn thì người dân và cán bộ công chức đều chấp hành rất là tốt cái vấn đề này. Được sự hỗ trợ của cán bộ nhân viên phường, chỉ trong vòng vài phút với những thao tác cơ bản, người dân đã hoàn thành việc khai báo y tế điện tử. Dẫu có tốn chút thời gian, song ai nấy đều vui vẻ thực hiện để đảm bảo an toàn cho mình và cộng đồng. Cũng khai báo y tế và như là giữ sức như là sức khỏe giữa bản thân mình và với cộng đồng, không có mất thời gian gì hết. Đối với những người có điện thoại sử dụng điện thoại thông minh thì em sẽ hướng dẫn quét mã QR code. Đối với những người mà không có sử dụng điện thoại thông minh như là những người lớn tuổi thì em sẽ hỏi thông tin của người đó và em sẽ khai báo y tế trên QR code cho giúp họ. Đo thân nhiệt, sát khuẩn, quét mã QR code
là những việc đầu tiên mà nhân viên công nhân của công ty cổ phần thép China Steel Sumikin Việt Nam tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, thị xã Phú Mỹ phải thực hiện trước khi bắt đầu một ngày làm việc và khi rời công ty. Tất cả người đến công ty liên hệ công việc cũng phải chấp hành nghiêm túc quy định này. Thì hàng ngày trước khi mà đi vào công ty thì chúng tôi đều thực hiện khai báo y tế. Thì trước khi mà làm việc thì chúng tôi sẽ quét mã check-in và trước khi ra về thì chúng tôi sẽ quét mã check-out. Tôi nghĩ đây là cách rất tốt để kiểm soát cái việc thực hiện khai báo y tế cũng như là tầm soát nhanh, truy vết nhanh, phòng chống dịch tại công ty. Thì theo quy định hiện tại thì đối với khách viếng thăm là khi vào liên hệ với cơ quan thì phải thực hiện check-in check-out để có thể kiểm soát và truy vết nhanh những trường hợp khi cần thiết. Thì để triển khai được đồng loạt thì hiện tại công ty có các đội về an toàn COVID-19 theo quy định pháp luật và mỗi đội nhóm trưởng, đội trưởng của mỗi tổ sẽ triển khai tới từng người lao động để thực hiện check-in và check-out tại mỗi nơi làm việc. Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, trung bình mỗi ngày trên địa bàn tỉnh có khoảng 10.000 tờ khai y tế được thực hiện. Người dân có thể khai báo y tế bằng hai hình thức, truy cập địa chỉ tờkhaiyte.vn để khai báo trực tuyến, hoặc truy cập vào chợ ứng dụng để tìm và tải các ứng dụng như Vietnam Health Declaration, Bluezone and Covid để cài đặt ứng dụng trên điện thoại rồi tiến hành khai báo. Các ứng dụng này đều thân thiện, dễ sử dụng nên mọi người có thể dễ dàng thực hiện chỉ trong một vài phút. Cái lợi điểm của QR code là nó triển khai nhanh và lẹ. Thì đối với những các cái cơ quan đơn vị cũng như là các cái cơ sở kinh doanh, các cái cần phải là đăng ký cái điểm kiểm soát để mà trong quá trình mà các cái hoạt động đó thì họ sẽ quét cái mã đó và để ghi nhận cái check-in đến và đi những cái điểm đó thì phục vụ cho các cái truy vết cũng như là truy xuất cái khi mà cần thiết trong vấn đề phòng chống COVID. Nhằm hỗ trợ cho công tác truy vết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vừa tiếp tục ban hành văn bản số 2215 hướng dẫn khai báo y tế bằng QR code phục vụ phòng chống dịch. Theo đó, người dân, các địa điểm kinh doanh, người lao động tại cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện phải khai báo y tế khi đi và đến các địa điểm công cộng. Thưa quý vị, mùa hè vốn là cao điểm lớn nhất năm của ngành du lịch. Thế nhưng, dịch bệnh COVID-19 trong 2 năm qua đã đảo lộn tất cả. Đặc biệt, đợt bùng phát dịch lần thứ tư này phức tạp hơn, với mức độ lây nhiễm nhanh hơn, độc tính virus mạnh hơn và số ca nhiễm ghi nhận được bằng cả 3 đợt dịch trước cộng lại, càng khiến cho công tác phòng chống dịch triển khai quyết liệt cao độ, nên ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề. Những ngày này, các bãi biển tại Bà Rịa Vũng Tàu tạm thời đóng cửa, nhiều cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch ngưng hoạt động hoặc mở cửa nhưng không có khách. Du lịch một lần nữa nằm trong cảnh ngủ đông giữa mùa hè. Đường phố vắng vẻ, những quán xá bãi biển chấp hành nghiêm lệnh tạm thời đóng cửa. Các điểm du lịch vắng bóng du khách. Kéo theo đó là hàng chục ngàn lao động ngành du lịch mất việc làm. Những ngành nghề dịch vụ ăn theo du lịch, mưu sinh theo du lịch cũng lao đao. Hình ảnh về một đô thị du lịch đông vui tấp nập vào mùa hè của Vũng Tàu đang bị đại dịch COVID-19 đánh mất. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy là Vũng Tàu ngày sáng chủ nhật mà nó thật là vắng như thế này. Nó vắng giống như là buổi sáng mà giống như là tầm 11, 12 giờ trưa vậy đó. Rất là vắng người. Không doanh thu, nhưng mỗi tháng khu du lịch Hồ Mây Park Vũng Tàu phải chi ra gần 10 tỷ đồng để nộp tiền thuê đất, thuế dịch vụ, chi phí duy tu, bảo dưỡng và giữ chân người lao động. Trong tình cảnh này, Hồ Mây Park cũng như nhiều doanh nghiệp du lịch khác rất cần các gói miễn giảm hỗ trợ từ chính phủ, các ngành chức năng để có thể vượt qua khủng hoảng. Đây là lúc để mà chúng ta xem xét, đó, để coi lại về cái chính sách cho doanh nghiệp thuê đất hàng năm như chúng tôi, để chúng tôi có thể giảm bớt được cái chi phí. Tôi ví dụ như thí dụ như là đó hỗ trợ chúng tôi về tiền thuê đất, hoặc là trong thời gian dịch bệnh họ có thể hỗ trợ chúng tôi miễn phí hoặc là phần nào, hoặc là có thể tăng thêm những cái thời gian mà dịch bệnh này vào cái thời gian thuê đất cho doanh nghiệp sau này để chúng tôi có cái điều kiện để mà xây dựng. Theo báo cáo của Sở Du lịch, trong tháng 5 năm 2021, toàn tỉnh chỉ đón khoảng 69,6 ngàn lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 5,8 ngàn lượt khách quốc tế,
chủ yếu là các chuyên gia, người lao động nước ngoài đang bị mắc kẹt tại Việt Nam. Đó là con số rất nhỏ so với khi chưa có dịch bệnh COVID-19. Và với tình hình hiện tại, không khó để dự báo, lượng khách du lịch đến Bà Rịa Vũng Tàu trong tháng 6 chắc chắn còn sẽ thấp hơn rất nhiều. Dịch nó bùng phát trong những cái tháng hè này thì cái doanh thu của đơn vị hầu như là không có. Thành ra chúng tôi cũng phải chờ để có cái thông báo mới mở cửa biển trở lại, rồi mở cửa các dịch vụ lại, thì cũng hy vọng là sẽ kết thúc dịch sớm để chúng tôi có cái kinh doanh tốt hơn và đảm bảo cái đời sống cho người lao động của đơn vị. Từ khi xuất hiện dịch COVID-19 đến nay, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, Bà Rịa Vũng Tàu chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Nhưng với việc vừa xuất hiện hàng trăm ca nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ, rất gần Bà Rịa Vũng Tàu, nên để đảm bảo an toàn cho tỉnh và cả kinh tế xã hội của tỉnh, việc cấm tắm biển, đồng thời kiểm soát chặt người vào tỉnh, nhất là các tỉnh thành có dịch, là điều cần thiết. Và với diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện tại, không loại trừ khả năng du lịch Bà Rịa Vũng Tàu sẽ phải ngủ đông trong suốt mùa hè. Do đó, ngành du lịch cần sự hỗ trợ nhiều hơn của chính phủ và của tỉnh. Đồng thời, những người làm du lịch cũng nên tận dụng khoảng thời gian này để chuẩn bị cho sự trở lại mạnh mẽ khi dịch bệnh được kiểm soát, tự như chú gấu thức giấc sau kỳ ngủ đông. Chuyển sang những thông tin khác. Sáng nay tại trường tiểu học Trần Văn Quang, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh đoàn tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, buổi lễ được tổ chức đơn giản, ngắn gọn, tuân thủ theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tại lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021, tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu ra mắt 5 đội hình tình nguyện và phát động đoàn viên thanh niên ủng hộ quỹ mua vaccine và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau lễ ra quân, các đoàn viên thanh niên đã thiết kế và vẽ hơn 15 mét vuông tranh tường hình các nhân vật lịch sử, hơn 10 mét vuông các điểm vui chơi, trò chơi dân gian cho học sinh trường tiểu học Trần Văn Quang, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 diễn ra từ nay đến cuối tháng 8 với các hoạt động hỗ trợ xây dựng các điểm vui chơi cho học sinh, thiếu nhi nông thôn, vùng khó khăn, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, sửa chữa nhà, sửa chữa điện cho các hộ nông thôn vùng khó khăn, đảm bảo tuân thủ nghiêm các khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, thời gian qua, việc quan tâm chăm lo về vật chất lẫn tinh thần cho người cao tuổi không chỉ được các ngành chức năng địa phương trong tỉnh nỗ lực thực hiện, mà còn được nhiều cá nhân tập thể tự nguyện tham gia. Qua đó, vun đắp tô thắm truyền thống đạo nghĩa nhân văn tốt đẹp của dân tộc. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh vẫn còn gần 6,7% người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, neo đơn. Nên để tất cả người cao tuổi đều được sống vui, sống khỏe, thì vẫn cần lắm sự nỗ lực của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội. Toàn tỉnh hiện có hơn 99.900 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, trong đó có gần 17.500 người cao tuổi có lương hưu. 125 người cao tuổi được nuôi dưỡng ở 3 trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở dân lập. Gần 19.000 người cao tuổi đang trực tiếp lao động sản xuất. Trên 700 người làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp. 1.700 người làm kinh tế giỏi. Những người này có cuộc sống tương đối ổn định nhờ có khả năng tự chủ về kinh tế hoặc nhận được sự quan tâm, chăm lo chu đáo của gia đình, xã hội. Thì hai ông bà đó là cũng có là ngôi nhà ở tương đối kín đáo đấy, về hưu thì cũng là lương bổng cũng khá cũng đủ ăn, phải là mình là tuổi rồi như là phải là thương nhau và bảo vệ nuôi dưỡng nhau, nhất là khi ốm khi đau. Cùng những ngày Tết rồi thì thường thường những bà con khó khăn rồi nhất là hồi hai ông bà bên này cũng nói nhiều thế giới thì là cũng phải có quà đi đến, nhất là như ở đây. Tuy nhiên, vẫn còn đó, gần 6.700 người cao tuổi đang đối mặt với cuộc sống khó khăn do thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, neo đơn. Thế nên dù tuổi cao sức yếu, vẫn phải mưu sinh hàng ngày với đủ nghề, kể cả những nghề nặng nhọc, vất vả. Trình độ không có, chỉ có biết tìm vai trang, chẳng biết làm cái gì. Không làm thì không ai nuôi cô cả, nó tự có phải lo cuộc sống. Thế này cô hôm nào có khỏe, cô làm từ sáng tối.
Hôm nào cô ốm thì cô nghỉ được mấy ngày liền. Tự cô trang trải cuộc sống của cô. Không, cô có con mà, không ai nuôi cô cả. Chỉ biết là trời cho sức khỏe để cô làm, cô nuôi bản thân cô muốn phiền đến ai thôi. Xác định, chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò của người cao tuổi là nhiệm vụ quan trọng. Nên hàng năm, tỉnh đều dành nguồn kinh phí trên 6 tỷ đồng để triển khai công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Hội người cao tuổi tại 82 xã phường thị trấn trong toàn tỉnh không ngừng được kiện toàn, củng cố, qua đó triển khai đầy đủ kịp thời chính sách dành cho người cao tuổi. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng huy động thêm nguồn lực của cộng đồng, xã hội để chăm lo cho hơn 86.000 hội viên người cao tuổi, chiếm hơn 86% người cao tuổi toàn tỉnh. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp hội đã vận động trao tặng 34.400 xuất quà, hơn 10.000 thẻ bảo hiểm y tế, trị giá hơn 30 tỷ đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thì các anh cũng đến cứ tháng hay là nửa tháng đến thăm bà Hoa khỏe không? Tết nhất đến nơi thì các anh này cũng cho em một tí, tôi cho tôi một tí quà là kiểu như ủng hộ cái tinh thần, thì động viên cho về cái tinh thần mình cũng thấy thoải mái. Cái thứ nhất mình cực khổ thật nhưng mà vẫn thoải mái cái lương tâm, thấy vui vẻ hồ hởi rồi tham gia các hội đoàn. Cả 82 xã phường thị trấn trong tỉnh đều xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Trong 6 tháng đầu năm nay, quỹ huy động được hơn 3 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho hội viên. Giảm nhiều khi một thuốc là nhiều khi lần hai lần một tháng, giúp đỡ đỡ nhiều lắm. Nhiều khi đi khi mà mình lên tới Long Điền á, lên mà y tế huyện Long Điền á, thì ra bảo hiểm nó cho thuốc đem về để giúp đỡ mình vậy thôi. Để thực hiện tốt hơn nữa chính sách cho người cao tuổi, các cấp hội cao tuổi trong tỉnh đang nỗ lực vận động người cao tuổi tham gia tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động của hội bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, để người cao tuổi không chỉ cảm nhận được sự quan tâm, chăm lo về mặt vật chất, tinh thần, mà còn có điều kiện thể hiện là cây cao bóng cả trong gia đình, cộng đồng và phát huy được tinh thần, tuổi cao, gương sáng. Nhiệm kỳ 2021-2026 thì đạt cái tỷ lệ là 95% trở lên là hội viên người cao tuổi vào hội, là nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng hội viên, những hội viên chưa vào hội. Cái thứ hai là nắm bắt được từng cái hoàn cảnh, điều kiện của từng hội viên chưa vào hội để ta tổ chức vận động. Người cao tuổi nào cũng vấn đề sức khỏe, cũng có vấn đề hết. Thì mình vận động để mình mua, mình giúp cho những cái hộ, những cái người cao tuổi khó khăn để họ có điều kiện để họ đi chữa bệnh. Những người cao tuổi đã dành nhiều năm trong cuộc đời để đóng góp cho gia đình, xã hội. Chính vì vậy, các chính sách chăm lo cho người cao tuổi của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của cộng đồng phải giúp người cao tuổi được tận hưởng một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc trong những năm tháng tuổi già. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của người cao tuổi trong gia đình, xã hội, từ đó giúp người cao tuổi tự tin truyền đạt kinh nghiệm, vốn sống và kiến thức của mình vào sự phát triển của gia đình, xã hội. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm dịch, các khu công nghiệp, nhà máy, công xưởng, kiểm soát người trở về từ vùng dịch, chuẩn bị các phương án ứng phó với các tình huống của dịch bệnh. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền phải tham gia trực tiếp ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương. Ban cán sự Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho 100% người dân Côn Đảo. Đó là chỉ đạo của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tuần qua. Tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành thêm văn bản số 6006 về tăng cường giám sát phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngoài việc yêu cầu triển khai có hiệu quả văn bản số 5919 ngày 28 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu dừng tắm biển và tạm dừng thêm một số hoạt động, phương tiện vận tải hành khách đường bộ, đường thủy đến Bà Rịa Vũng Tàu từ vùng dịch và qua vùng dịch. Tạm dừng các dịch vụ ăn uống, giải khát phục vụ tại chỗ từ 12 giờ trưa ngày 1 tháng 6 năm 2021
cho đến khi có thông báo mới. Trong tuần, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất tạm dừng các chuyến bay chở khách đi khỏi và đến Côn Đảo từ 17 giờ ngày 5 tháng 6, trừ chuyến bay trực thăng từ Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại theo đề xuất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nâng cấp độ phòng dịch COVID-19 theo văn bản số 6006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã yêu cầu doanh nghiệp bố trí công việc phù hợp để không đưa đón người lao động từ vùng dịch vào tỉnh cho đến khi có thông báo mới. Ban Quản lý các khu công nghiệp cũng triển khai phần mềm ứng dụng khai báo y tế để các doanh nghiệp cập nhật, đồng thời tăng cường kiểm tra và kiểm tra đột xuất việc thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh tại các doanh nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp đều chủ động phòng dịch COVID-19 hiệu quả, tích cực để ổn định phát triển sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Ban ngày phải làm việc giữa cái oi ả của nắng hè, nắng từ trên dội xuống, nóng từ mặt đường bốc lên, ban đêm thức trắng. Đó là công việc của các thành viên trong tổ kiểm tra y tế tại các chốt chặn quốc lộ 51, 55, 56. Các cửa ngõ của tỉnh đã ngăn chặn nguy cơ dịch vào Bà Rịa Vũng Tàu. Đặc biệt là về đêm, nhất là khoảng thời gian nửa đêm trở về sáng. Dù lượng xe và người qua lại rất ít, nhưng đây lại là thời điểm các đối tượng thiếu ý thức sẽ tìm cách lách trạm, nên lực lượng chức năng càng cảnh giác cao độ. Tuần qua, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử và công bố danh sách 52 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7. Theo thông tin tại buổi họp báo, tỷ lệ cử tri trên địa bàn tỉnh đi bầu cử đạt 99,89%. Đặc biệt, có 3 trên 8 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% là huyện Đất Đỏ, huyện Long Điền và thị xã Phú Mỹ. 64 trên 82 xã phường, thị trấn có tỷ lệ cử tri đi bầu 100%. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, bảo đảm tiến độ và đúng luật định. Thành công của cuộc bầu cử là kết quả của ý đảng hòa quyện với lòng dân, thể hiện được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từng cử tri, từng người dân đối với quê hương đất nước. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh, từ thi tuyển sang xét tuyển bằng kết quả rèn luyện và học tập các lớp 6, 7, 8, 9 ở cấp trung học cơ sở của học sinh. Bà Rịa Vũng Tàu cũng là địa phương đầu tiên của cả nước đột phá thực hiện chủ trương này. Riêng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn vẫn giữ nguyên phương thức thi tuyển. Tuần qua, với công tác chuẩn bị chú đáo, kỳ thi đã diễn ra tốt đẹp, an toàn với sự tham gia của gần 900 thí sinh tại hai điểm thi tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn ở phường 10 và trường trung học phổ thông Vũng Tàu ở phường 8. Dự kiến trước ngày 30 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả trúng tuyển vào trường chuyên Lê Quý Đôn. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 574 hộ nuôi cá lồng bè tại 3 khu vực, sông Chà Và, sông Mỏ Nhác và sông Dinh. Sản lượng cá nuôi hàng năm đạt 2.000 đến 3.000 tấn, cùng gần 15.000 tấn hàu. Hơn một tuần trở lại đây, cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và thuộc xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đến kỳ thu hoạch, nhưng không có thương lái thu mua, dù giá cá đã giảm 30-40% so với thời điểm cuối năm 2020. Sản phẩm không có đầu ra, người nuôi cá lồng bè rơi vào tình cảnh khó khăn. Tuần qua, tại khu vực phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ bất ngờ xuất hiện cột khói đen cuồn cuộn bốc lên và sau đó giãn thành dệt dài gần chục km, khiến người dân hết sức lo lắng. Cột khói xả liên tục khoảng 30 phút thì tạm ngưng vài phút rồi lại tiếp tục xả tiếp trong hơn một tiếng đồng hồ. Qua xác minh của lực lượng chức năng, cột khói xả ra từ nhà máy sản xuất hạt nhựa polypropylene thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Hyosen Vina. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Hyosen Vina báo cáo chi tiết vụ việc để có hướng xử lý. Theo Ủy ban Nhân dân phường Tân Phước, cách đây vài tháng, công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Hyosen Vina cũng đã từng xảy ra sự cố tương tự.
Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 6 tháng 6. Do tác động của rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam Bộ kết hợp với trường gió Tây Nam, nên thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm nay có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Từ ngày mai, mưa tăng cả về diện và lượng. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện các hiện tượng lốc xoáy, gió giật mạnh và sấm sét. Do lượng mưa lớn nên cần đề phòng ngập úng ở một số vùng trũng thấp. Nắng nóng chấm dứt, mức nhiệt cao nhất từ 29 đến 31 độ, riêng khu vực phía Bắc của tỉnh từ 30 đến 32 độ. Thời tiết về đêm và sáng mát mẻ. Khu vực thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Ngày mai trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 82 đến 87%. Khu vực huyện Côn Đảo, mây thay đổi, đêm nay có mưa nhiều nơi, ngày mai trời nắng, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 81 đến 86%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh và sấm sét. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió Tây Nam cấp 5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ. Tại Vũng Tàu ngày 7 tháng 6 năm 2021, mực nước cao nhất 355cm xuất hiện lúc 11 giờ 45 phút, thấp nhất 135cm xuất hiện lúc 19 giờ 0 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.